Cậu Lữ đoàn trưởng, ông mắc bệnh say độ cao, không thể lên núi được. Căn bệnh này cũng đã theo tôi hơn 30 năm rồi. Chẳng lẽ lần này có thể lấy mạng tôi sao? Cậu Lữ đoàn trưởng, cậu cứ yên tâm. Phải rồi, cậu nhắn với ông Dương một tiếng. Mấy ngày nay tôi đi vắng, ông ấy có thể xưng bá trong phòng bài cờ rồi. Dân à, các tướng sĩ chuẩn bị hát. Các tướng sĩ nghe đạn chỉ huy, đánh thắng trận, tác phong tốt đẹp, không sợ kẻ địch mạnh, dám đỏ sức vì tổ quốc quyết thắng nơi chiến trường. Quyết thắng nơi chiến trường, giết. Đội huấn luyện viên ở lại một chút. Đội Tiểu Bảo đi ăn. Đội Tiểu Bảo quay phải, quay phía bên trái, bước đều bước. Huấn luyện viên trưởng, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng làm chúng tôi bẻ mặt gì. Các cậu bị một nhóm lính mới đến chưa đầy một năm bị đánh bại, có xứng với quân lương không? Không xứng. Bài học sâu sắc không? Sâu sắc. Nóng trong người lắm phải không? Nhìn hướng tay tôi chỉ. Chúng ta lên núi tuyết cho hạ nhiệt. Bây giờ sao? Bây giờ. Bắt đầu từ giờ. Từ nay con bị lính mới bắn chết thì tự giác lên núi tuyết hạ nhiệt. Sĩ quan trưởng, có. Xuất phát. Rõ. Quay phải, quay. Chạy đều, chạy. Các đồng chí, hình như các huấn luyện viên đi chạy bộ rồi. Đi đâu? Có gì đi về hướng núi tuyết. Tốt, chạy tốt lắm. Cho họ nếm thử sự gian khổ của chúng ta. Các lãnh đạo hiểu sự gian khổ của chúng ta từ sớm rồi. Người ta cũng từ lính mới đi từng bước lên. Ăn mau đi, đừng nói nữa. Vẫn còn thức ăn nha. Các đồng chí, ăn nhiều vào. Vẫn còn thức ăn hả? Cái này đi. Lòng lợn. Huấn luyện viên trưởng nói cái này phải dùng trong tập huấn, còn thừa nhiều lắm. Cầm gì? Cầm gì? Cầm gì? Không ăn cái này đâu. Đây là lòng của sĩ quan trưởng. Lòng của sĩ quan trưởng cái gì? Có chuyện gì thế? Báo cáo chính trị viên. Trong lúc tập huấn có một khúc ruột bị nổ tung, rớt trúng chân Châu Thùy Kỳ. Lúc đó chúng tôi đều nghĩ là ruột của sĩ quan trưởng. Ngồi xuống. Rõ. Cậu cũng ngồi xuống. Các đồng chí, trên chiến trường, dù bên cạnh có xác chết đang nằm, cũng phải ăn cơm, duy trì thể lực. Hôm nay tất cả mọi người buộc phải sửa hết đống lòng này. Bắt đầu từ tôi. Chính trị viên, nếu cô không ổn thì đừng cố. Tôi làm được. Này, đến cậu rồi.
Sư quan trưởng, có. Chú ý địa hình, địa mạo dọc đường. Địa hình ở đây phức tạp, đánh dấu lại từng chỗ nguy hiểm và bản đồ, rõ. Chặng đường chạy qua hôm nay, ngày mai các đội viên cũng sẽ dùng tới. Với cả, cậu làm đi. Dừng, nhanh nào, theo sát. $888 đắt vậy, có được giảm giá không? Xin lỗi ông, giờ đang là mùa du lịch, chỗ bọn cháu không có giảm giá, lại ít tiêu thụ mạnh. Cháu xin lỗi, số lượng phòng của cháu có hạn. Ông ơi, mùa du lịch đông khách thuê phòng, phòng của các khách sạn khác cũng đều na ná, bây giờ cũng khá muộn rồi, ông mới lên cao nguyên, cũng không nên vận động mạnh. Cháu khuyên ông cứ ở lại chỗ chúng cháu nghỉ ngơi tối, ngày mai hẳn sang khách sạn khác được không? Cô nói đúng. Nghe cô. Ở. Sao vậy Dư tổng? Không sao chứ? Sao vậy? Cho tôi ngồi xuống một chút. Cô ngồi đi, mau. Chậm thôi. Không sao chứ, cô đừng nói gì. Để tôi ngồi chút. Thở oxy cũng không có tác dụng. Hay là chúng ta đến bệnh viện đi. Sao gì? Sai đồ cao hả? Dừng. Hai người sẽ ở lại một thời gian. Hay là ngày mai đi luôn? Ông, chuyện đó có liên quan gì không? Nếu cô mà định ở lại một thời gian thì tốt nhất nên để cơ thể thích nghi với cao nguyên. Đừng nên dùng bình oxy là tốt nhất. Nằm giường nghỉ ngơi tối, ngày mai sẽ khỏi. Hai người chờ tôi nha. Cách này có hiệu quả không? Đây là thuốc chống say độ cao. Xoa dịu phản ứng say độ cao rất hiệu quả. Cô cầm lấy đi. Không phải, đừng khách sáo. Tiểu bàn. Dừng, cảm ơn ông nha. Không có gì. Hôm nay chúng ta đừng đi đâu nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe đã. Được không? Nào, để cháu dìu cô gì. Từ từ thôi. Nào. Đừng lại gần. Đừng lại gần. Đau đớn là cách để gia tăng ý thức chiến đấu. Châu Thị Kỳ, cậu làm gì vậy? Tôi mơ thấy Lý Thiết Ngọc xuống bắn tôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau ngủ đi.
Hành quân bước. Đứng nghiêm. Đến giờ 8 tiếng 27 phút. Bản đồ. Thế nào? Ổn đấy. Đánh dấu khá ổn. Hôm nay chúng ta chạy bộ làm quen với tuyến đường này. Tối nay cậu về huấn luyện viên, dành thời gian làm quen, thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn ngày mai, tránh để đội viên bị thương ảnh hưởng đến việc tập huấn sau này. Rõ. Tranh thủ ăn cơm đi. Sĩ quan trưởng, huấn luyện viên trưởng lại có ý tưởng gì để hành động đến đó vậy? Tập hợp. Rõ. Quay trái quay. Tất cả nghe rõ đây. Từng hành động cử chỉ của chúng ta đều đại diện cho lữ đoàn Sơn Cước. Nghe rõ chưa? Rõ. Báo cáo. Nói. Tôi không có ý nghĩ gì đâu. Tôi cảm thấy cách huấn luyện của huấn luyện viên trưởng tàn nhẫn quá. Có gì mà không chấp nhận nổi? Đại đội đặc chiến người ta lúc nào cũng tập như vậy. Người ta đã vượt qua bằng cách nào? Sau này chúng ta và đội tiểu báo đều là hạt giống để lữ đoàn Sơn Cước chuyển đổi mô hình, đều là học viên, phải học hỏi lữ đoàn Sơn Cước. Rõ chưa? Rõ. Các cậu có nửa tiếng ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ, giải tán.